qua, một chương trình vui đón Tết Trung thu 2017 vừa được diễn ra tại xí nghiệp nữ trang của công ty cổ phần dệt bạc đá quý Phú Nhuận PNG vào chiều tối ngày 30 tháng 9 vừa qua, nhằm ngày 11 tháng 8 âm lịch. Đây là hoạt động định kỳ hàng năm được hai tổ chức đoàn thể của PNG là công đoàn và đoàn thanh niên PNG tổ chức cho các bé là con của lực lượng công nhân, là nhân viên của PNG vui đón Trung thu. Chủ đề năm nay là đêm hội trăng rằm, chương trình đã đón gần 400 trẻ em cùng phụ huynh đến tham gia, cùng nhiều hoạt động vui nhộn. Các em được phát bánh trung thu, tặng lồng đèn, tham gia các trò chơi dân gian, xem chương trình văn nghệ, hát múa cùng trăng và đặc biệt là giao lưu vui chơi cùng với chú Cuội và chị Hằng Nga đã mang lại cho các em thêm một mùa trung thu thật ý nghĩa và vui nhộn. Tinh thần các bạn đoàn viên thanh niên đoàn cơ sở PNG rất là háo hức và mong chờ vào cái thời điểm hàng năm để có thể là tổ chức các hoạt động cho các bé thiếu nhi vui chơi cùng hòa mình với các bé, đó là niềm vui của đoàn cơ sở PNG. Đặc biệt năm nay chương trình còn được đồng loạt diễn ra tại tất cả các chi nhánh PNG trên toàn quốc như miền Bắc, miền Trung, miền Tây và Tây Nguyên với tổng số gần 1.000 trẻ em được đón trung thu. Và năm nay thì một cái điều đặc biệt nữa là chúng tôi đã tổ chức đồng loạt trên tất cả các khu vực trên cả nước như là tại miền Bắc, miền Trung, miền Tây và tại Tây Nguyên, và tổng số các bé là con em cán bộ nhân viên là gần 1.000 bé sẽ được đón Tết Trung thu năm nay. Nó là ngày hội trung thu dành cho các bé thôi, nhưng mà mình cảm thấy là có cái sự ấm áp gia đình ở đây. Đầu tiên con lại đây chơi mà con thấy ở đây rất là vui, tổ chức chỗ này thì có thể cho tụi con ăn Tết Trung thu, có thể gặp mấy bạn chơi được nhận quà rất là vui. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của PNG đến con em của nhân viên, cũng như giúp các em thêm yêu thương nơi cha mẹ các em đang công tác và gắn bó hàng ngày.